Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với VuongoPhoto.com. Mình là Toán Vũ Ngôn và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các phương pháp để chúng ta có thể đổi màu bất kỳ thứ gì trong Photoshop nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên mình có cái trường hợp mà hình như thế này à, thì cái bức ảnh này là một trong những trường hợp dễ đổi màu nhất à, thì để chúng ta có thể đổi màu, chúng ta sẽ chọn là Adjustment Layer và chọn là Hue Saturation. Nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại cho chúng ta ha à, thì cái ô Master này mình sẽ chọn cái màu tùy ý của mình. Ví dụ bây giờ trong trường hợp này mình muốn đổi cái màu Magenta này thì mình sẽ chọn là Magenta. Và chúng ta muốn đổi màu, rất đơn giản, chúng ta cứ việc kéo cái thanh Hue. À, thì các bạn thấy là trong trường hợp này nó chọn không chính xác bởi vì cái màu nó không có giống, nó không có đồng nhất lắm với lại cái magenta mình đang chọn ha. Nếu cái màu magenta này nó là màu magenta nguyên chất thì nó chọn sẽ chính xác. Thì trong trường hợp này nó chọn cho không chính xác thì mình sẽ thêm một cái thao tác nữa, đó là mình sẽ chọn vào cái công cụ hút màu, màu cộng này nè. Hút màu cộng ha. Rồi sau đó mình cứ việc cộng thêm màu à, chúng ta muốn cộng thêm những cái màu nào để chúng ta đổi màu. Rồi ok. Rồi chúng ta có thể kéo lại thử à, các bạn thấy cực kỳ chính xác luôn. Rồi mình coi lại before after. Before after. Before after. Thì đây có thể nói là trường hợp dễ nhất. Chúng ta sẽ qua một cái trường hợp thứ hai à, cái màu nó sẽ khó chọn hơn ha. Và trường hợp thứ hai à, chúng ta sẽ đổi cái màu trái ớt chuông màu đỏ này ha. Chúng ta cũng sẽ sử dụng cái lệnh Hue Saturation vừa rồi. Mình chọn vào Adjustment Layer, chọn Hue Saturation. Ô Master mình sẽ chọn là Red. Sau đó di chuyển cái thanh Hue này thì các bạn xem là nó sẽ thay đổi luôn cả những cái màu khác gần gần giống với lại cái màu red này luôn. À, nó thay đổi luôn cả cái màu cam và cái màu ở cái phần bên đây ha. Mình coi lại. Before, after. Before, after. Và trong trường hợp này mình chỉ muốn là thay đổi cái màu của cái ớt chuông này thôi. Thì chúng ta rất là đơn giản là chúng ta sẽ can thiệp cái bảng màu dưới đây. Chúng ta sẽ không cho nó ảnh hưởng vào màu vàng cam. Đây, mình có thể nắm mình kéo. À, như thế này. Rồi mình coi lại thử nè. Before, after. Before, after. Thì cái thanh ở dưới đây, cái thanh trượt màu ở dưới đây nó sẽ cho phép mình giới hạn cái màu nào mà mình muốn tác động. Rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc kéo cái này. Chúng ta không muốn nó ảnh hưởng vào màu cam thì mình sẽ nắm mình kéo, mình giới hạn nó lại. Còn mình muốn nó ảnh hưởng cái màu càng rộng thì mình cứ việc mình nắm kéo ra ngoài. Đấy, các bạn xem nè. Before, after. Before, after. Chúng ta chỉ muốn nó ảnh hưởng cái màu đỏ của cái ớt chuông này thôi thì mình sẽ giới hạn nó lại, mình không cho nó ảnh hưởng cái màu cam của những cái vùng bên ngoài. Rồi coi lại thử nha. Before, after. Before, after. Rồi chúng ta có thể đổi màu chút xíu nữa. Đấy, như thế này. Rồi coi lại thử. Before, after. Before, after. Thì đây là trường hợp thứ hai. Chúng ta có thể can thiệp thêm một chút xíu về cái vấn đề thay đổi màu sắc. Và chúng ta sẽ giới hạn cái màu sắc cần đổi ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái trường hợp đổi màu thứ ba ha. Trường hợp thứ ba này, à, chúng ta sẽ đổi màu một vài cái viên đá trong cái bức ảnh này thôi. Thì các bạn thấy là những cái viên đá này nó không có màu ha. Nó chỉ đơn giản là màu trắng, xám và đen thôi. Nó không có màu sắc. Chúng ta sẽ có một cách khác để đổi màu đó. Mình không sử dụng cái lệnh Hue Saturation nữa. À, thì đầu tiên mình sẽ chọn những cái viên đá nào mà mình cần đổi màu. Ví dụ trong trường hợp này. À, mình coi thử cái bố cục như thế nào ha. Mình chọn công cụ Crop Tool. Thì trong trường hợp này tôi sẽ đổi viên này và viên này. Tại vì ba viên này, hai viên này nó sẽ nằm ở trên cái đường mạnh điểm mạnh trong cái bố cục tỷ lệ vàng Golden Ratio này ha. Thì mình sẽ đổi màu của hai viên này. Rồi chúng ta trở về công cụ Move Tool. Sau đó mình muốn chọn cái viên đá thì mình sẽ chọn công cụ V kép, công cụ Quick Selection ha. Mình sẽ chọn viên này.
Rồi. Mình sẽ chọn vào Layer Adjustment và mình chọn là Solid Color. Các bạn muốn đổi màu nào tùy ý mình ha. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ đổi qua một cái màu vàng cam chút xíu. Như thế này. Vàng cam như thế này ha. Tối tối như thế này. Ok. Sau đó, muốn cho nó hòa trộn nó thật hơn thì mình cứ việc thay đổi chế độ hòa trộn. Một, chúng ta có thể sử dụng chế độ Supply, hoặc các bạn có thể sử dụng chế độ hòa trộn là Color. Thì nếu các bạn chọn Color, các bạn thấy rõ ràng là cái màu sắc nó hơi bị rực quá. Mình chỉ việc đơn giản một thao tác, đó là giảm Opacity. Before, After. Before, After. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái cục đá thứ hai ha, cũng là công cụ V kép Quick Selection. Mình chọn cục đá này, phóng lớn lên chút. Rồi, chúng ta cũng chọn vào Adjustment Layer và chọn là Solid Color. Chỗ này chúng ta có thể chọn qua cái màu xanh lục cũng được, như thế này. Ok. Rồi mình cũng có thể thay đổi chế độ hòa trộn. Overlay, Softlight hoặc Color luôn. Color ha, sorry các bạn. Sau đó có thể giảm opacity xuống, ví dụ còn khoảng chừng 70% gì đó. Rồi, bây giờ chỗ này chúng ta chọn sai đúng không? À, chúng ta chọn sai thì chúng ta cứ việc chọn cỗ Brush, phím tắt là B. Brush Tool. Sau đó nhấn D, X đưa màu đen lên trên. Chọn qua mặt nạ. Sau đó mình cứ việc đơn giản là mình sẽ tô cọ, mình che đi những chỗ nào mà nó bị chọn sai như thế này. Rồi, chúng ta chọn cỗ Brush chứ. Sorry các bạn. Đấy, mình phóng lớn lên mình che đi ha. Mình cho cái cọ nó mềm chút xíu. Và chỗ này mình chọn thiếu nè. Mình chọn thiếu nè thì mình nhấn màu trắng, nhấn X đưa màu trắng lên trên. Mình cho cái color fill này nó hiện ra những cái chỗ nào mà chọn thiếu nè. Đấy. À, thu nhỏ cái cọ lại, tôi gọi vô đây. Và thêm một cái nữa, nếu mà cái vùng chọn của mình nó gắt quá như thế này, nó gắt quá như thế này, thì mình muốn nó mềm hơn, nhìn nó thật hơn, thì mình cứ việc chọn vào cái mặt nạ. Nó sẽ xuất hiện một cái property của cái mặt nạ cho mình tăng cái feather lên thì cái vùng chọn từ vùng xử lý sang vùng không xử lý nó sẽ mềm hơn, nhìn nó sẽ thật hơn. Cục đá màu vàng này cũng vậy luôn. Chọn qua mặt nạ, tăng feather. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai cái layer này vào một group ha. Before, After, before, after. Đó, các bạn xem. À, nếu chúng ta muốn xử lý độ sáng tối, xử lý thêm độ sáng tối cho nó khác chút xíu nữa, một thao tác rất đơn giản đó là mình cứ việc chọn là curve. Sau đó mình kéo tối xuống. Đấy, như thế này. Tôi muốn là cái lệnh curve này nó ảnh hưởng vô cái cục đá màu xanh này thôi ha. Thì thao tác như sau, mình nhấn giữ Antenat nè, mình kéo thả cái mặt nạ. Từ cục đá mình kéo qua cái lệnh curve. Rồi, mình xem thử. Before, after. Before, after. Nó sẽ copy cái mặt nạ của cái color fill 2 này qua cái lệnh curve ha. Rồi, chúng ta chỉnh lại chút xíu. Rồi, ok, mình xem lại thử. Before, after. Before, after. Thì cái trường hợp thứ ba này, chúng ta muốn đổi màu những cái gì đó ở trong bức hình mà nó không có màu sắc, nó chỉ là một những cái màu rất là nhạt,
ví dụ trắng đen xám, thì chúng ta sử dụng phương pháp này là dễ nhất. Còn đối với những trường hợp mà ảnh trong ảnh của chúng ta có những màu rõ ràng đỏ, cam, vàng, lục, lam, chậm, tím thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh Hue Saturation. Và cái clip hướng dẫn của mình tới đây là xong. Nếu các bạn thấy cái video clip này hay, các bạn có thể cho mình một like. Đừng quên nhấn subscribe và đừng bell để nhận thông báo khi có video clip mới nhé. Tạm biệt các bạn.